cho hạt chó này nó thắt tới tận tỉnh làm cái nhà mới ở đây. Thằng nào nhà này mới? Thế à? Ui, nhà này nhiều chim nhỉ? Nhiều chim. Hả? Nào cũng nuôi, chim nào cũng nuôi. Chim nào cũng nuôi. Đây các bạn, con này con khiếu. Khiếu. Con này mà bắt ở đâu về? Lâu chưa? Trên rừng thôi. Bố có khác bắt à? Vâng, không biết bố bắt đâu. Giỏi nhỉ, đây là vợ à? Vâng, đúng rồi. Đâu rồi anh? Em bao tuổi rồi? Em năm nay 19 rồi. Thế còn vợ? Vợ 21 rồi. Ấy à, thằng này giỏi anh nha. Lấy vợ ở đâu ấy? Lấy ở đây mà. Gần đây. Lấy hay là nó tự về? Lấy chứ, không lấy tự về. Mất bao nhiêu tiền đấy? Hơn 10 triệu. Hơn 10 triệu à? Đứa này là con trai hay con gái? Con trai. Được mấy tháng rồi? Được hơn 5 rồi. Sao lại treo cả cái rổ lên đây này? Là thầy cúng. Thầy cúng mới có cái đấy. Nhà thầy cúng à? Ừ, nhà thầy cúng. Nhà em là nhà thầy cúng à? Đúng, bố nó cúng. Nhà thầy cúng thì mới treo cái rổ này à? Vâng. Thế đâu anh vào xem nhà tí nào được không? Được. Thầy cúng có thời gian rảnh rỗi xem chim cò. Chim chậm màu cũng cò. Ôi dồi, trong nhà. Trong nhà cũng cò, một con đấy. Chim. Nhiều chim nhỉ. Nhiều chim. Con này khiếu à, con này đắt mang ở trong này. Con này 5 triệu đấy. 5 triệu á? Ồ. Vừa được mấy tháng đấy, có người đây giá 6 triệu rưỡi nhưng mà không bán. Ồ nhỉ. Con này mổ thì chắc được 2 bát miến chứ mấy. Hả? Là 6 triệu rưỡi cũng không bán. Không bán nữa. Con này sao nó lại đắt như thế? Không biết. Nó không sợ người đúng không? Không sợ người. Nó hót ác không? Nó hót mà. Buổi sáng nó hót hay buổi tối? Sáng buổi tối nó hót. Ôi nó ị thành núi này, dòng giữa nhà này. Cứ 6 triệu thì cho đi hơn gì nữa. Thế, như là mình 12 triệu mình cũng bán rồi, nhưng mà bố đam mê thì không bán. Hôm nào lừa giấu cái này đi bảo bán rồi ông ấy chắc chửi cho nhỉ. Hả? Ui, 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 ui. Nhà của bác thầy cúng xem có gì. Đây là hương này. Đây là bàn thờ này. Cái này là đồng tiền âm dương hay nhỉ? Mấy bát này là bát đựng gì đây? Bát gì? Thôi, mấy cái này thì Phang xin phép các bác đứng xa xa chút. Hơi sợ. Đứng người cũng không sao đâu mà. Sợ đấy. Sao đâu mà. Con này ác cái nhè. Nó cứ cảm giác nó cứ ra thách đấu mình ấy nhỉ. Con này nó thích khách lắm. Nó thích người đúng không? 6 triệu cũng không bán, nuôi lâu chưa con này? Nuôi hơn 5 năm. Bán 5 năm. Thế con trà màu này bán bao tiền? Trà màu này? Không biết. Triệu rưỡi. 20 mẹ triệu rưỡi cái gì? Thôi anh xin em. Triệu rưỡi. Có thế, con 2 triệu không bán đấy. Thế con bé bé kia con gì đây? Không biết. Con nhiều, là nhiều loại chim gì? Ông này nhà nuôi nhiều chim thật. Thôi anh chào nhá. Tại thấy bảo là chim đắt quá vào đây. Mấy con này bán rồi hết rồi à? Hết rồi. Ừ. Chào nha. Ui đầy đầy chim nữa này. Ông này. Hả? Toàn đi bẫy về à? Bẫy về. Con này không có rồi. Con này thì chắc chưa biết hót à? Có hót không? Nuôi lâu chưa? Thế còn con bên này con này con gì đây? Mỹ đất. Có hót không? Có chứ. Tưởng Mỹ đất nó không hót chứ nhỉ? Không hót. Con này bán bao tiền? Không biết. Nói chuyện với em chán lắm. Thôi đi. Có phải chim của em đâu mà em biết. Thế bây giờ anh cứ hỏi em. Nhà của ai đây? Nhà của anh. Anh trai. Đây à? Ừ. Làm nhà đây à? Ừ, là nhà đây. Mở cửa đi. Làm nhà ở đây. Trước cửa 3-4 cái chuông bò này. Chắc mới làm thôi bằng tre nữa các bác. Đây, bố làm cho à? Tự làm à? Ui này khó khăn lắm, không có gì các bác ạ. Này bắt đầu nó mọt rồi.
Anh nhé, cái này phải ngâm được. Tại quay ra. Quay ra mình đi. Chào nhá. Bao giờ con kia 6 triệu bán 600 thì gọi anh nhá. Con này nhìn hơi khiếp nhỉ, mặt. Nhìn mặt như con sư tử ấy. Con này cũng dạn nhỉ. Chào mày. Ơ đây. Ơ nhỉ. Không biết sợ người à? Con này bảo bao tiền? Con này 3 triệu. Nó có hot không này? Nó cũng hot mà. Ừ, nó bay bây giờ thằng. Bay cũng so đâu mà. So đâu mà, nó là bay bắn luôn với. Ơ thật à? Con này chín lôn rồi. Bay trên rừng vườn lôn. À này, nó hot chưa? Hot mà. Thế à? Nhưng mà con này có 3 triệu mà con kia tận 6 triệu. Nạ nhỉ? Ô con này mày chửi tao là hả? Cho mổ mày bây giờ. Có kia đi bái con này về mà. À đấy à? Thôi anh chào nhá. Bao giờ bà bố bán 600 thì anh mua. 6 triệu thì thôi. 6 triệu để anh đi cho các bác tiền mua xi măng. Đi vào thăm nhà em Ly các bác. Nhà này là nhà bố ở đúng không? Bố mẹ ở? Bố mẹ. Thế còn cái nhà ở giữa ruộng này nhà của ai? Của em. Đấy là nhà riêng của em đúng không? Của còn đây là nhà bố mẹ. Nhà bố mẹ. Nhưng mà mình vẫn nên ăn ở đây. Chưa tách tận đình mà. Chưa tách. Cứ làm tạm kia. Cứ làm tạm. Đi, đây à? Đây là mẹ. Mẹ à? Thế còn đây là con à? Con của đứa em. Con của đứa em á? Thế còn đứa trong kia? Đứa trong kia là của em. Lấy kẹo cho nó. Con của Ly đây à? Ba bao nhiêu tuổi rồi? 9 tuổi. Cô mà. À, cô á? Vâng. Cô năm nay 50 rồi. 50 tuổi à? À 50 vâng. Trên này là không có máy xay sát, là có máy dây dầu này các bác ạ. Đấy. Nghiền bằng dầu này. Ô. Cho kiểu nhá. Chào nhá. Chào à. Này vào nhà em Ly các bác. Nốt con gì trong này này hả Ni? Con này với con kia là nhím nhau. Ôi trời. Hai con rồi. Hai con. Con này nuôi con gì như con gà này. Nhìn gà nhưng mà không phải gà đâu. Nhìn như con gà các bác. Ở bên gà. Góc bên kia có một con đúng không? Con bên kia dễ xem hơn. Đi đi sang bên kia xem. Con kia. Ừ. Con này là hai con bắt nhím nhau rồi. Đã mổ ăn thử chưa? Thử rồi. Ăn như nào? Thì nó ngon như gà. Thế thả nuôi con gà cho nhanh. Đỡ ăn phải ăn cám. Thả nó đi chạy nông nha lông nhông phải hay ai hơn à? Thả cũng được mà. Thả nó ra cũng được á? Ra cũng được. Thả nó ra được nó không đi đâu. Thả ra thế thả nào? Em thả nào? Em thả. Hả? Thả nó đi một tí nó là về thôi. Thế nhốt làm gì? Nhốt ở đây để cho nó. Nhưng nó có biết hót không? Hót chứ. Hót như gà? Chíp 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 á? Không. Có hót những gà này, con này mà để... Con này... Nhưng mà thả ra nó đi mất không đấy? Nó thả nó đấy. Thả nó đi, nó không đi đâu mà. À. Con trùng nhốt kìa. Nhưng mà đường hôm nay không đi nó bay mất đấy. À? Không bay đâu. Thả bao giờ chưa? Thả thôi. Đấy, đấy cửa đấy, đấy. Cửa đây. Ừ. Rồi, cho mày đi đây. À, à. Ôi giời, đây. Nhìn không khác gì con gà. Con này nuôi lâu con gà luôn. Hay con này khác gì con gà đâu. Nạ nhè. Thế còn nhà ai bên này đây? Hà Ly. Ôi nhà Ly có cả ong rồi này. Được mấy tổ em? Ong á? 4 tổ. 4 tổ à? Con tổ này nó chạy đi. Nó chạy đi rồi à? Tổ kia khỏe nhỉ? Đây là bố của Ni nè. Bố đấy. À bố đấy. Nhưng mà cháu là Ni nó bảo là chú dạy nó thổi khen. Vâng. Đúng không? Có. Thế thì chú thổi hay hơn nó hay nó thổi hay hơn? Tất cả đấy khu này nhưng mà chú dạy. À, chú là thầy dạy tất cả khu này luôn. Dạy tất cả khu này. À thế à? Có khó không? Cháu học được không? Vẫn học được.
Thằng Ni nó còn dạy cho thằng Cho này nữa. Để thổi khen. À. Mà đọc gì này? Ông... Sao nó? Mà đọc gì nó đen xì xì này? Lấy cho anh cái bát về đây. Lấy cái bát cho anh. À. Cho anh ít ăn thử. Mật đen xì xì. Không biết hoa gì nhỉ? Thế không cho gì? Đúng rồi, mật này là mật chuẩn rồi. Cháu nhìn mật ong cho biết mà. Mật này làm thuốc thì tuyệt vời. Nhưng mà không cho được cháu. Bắt đâu chưa? Bắt đâu chưa? Nó mở. Mở. Tết xong nó mới. Nào mở cho anh. Mở cho anh. Ui giời. Cấn lắm. Nào, tao khoan anh gặp bát cho. Tí gà nó đi mất rồi. Con này em gọi con gà hay con gì? Cái gà. Con vừa đấy thả ra. Để nó em không nhớ. Ít ít đấy nha. Thôi. Mật này nạ nhỉ. Không biết là hoa gì nữa. Đấy. Ngon đấy. Ngon lắm các bạn. Thử. Cháu xin tí nhá. Ngon. Đúng mật ong à. Nhưng đắng đắng. Đây các bạn. Không. Ông lại có. Anh không ăn nữa. Chú thổi cho cháu một bài khen được không? Được. Được luôn. Ly nữa. Hả? Say rượu một tí đấy. Có thổi được không? Thổi được. Được. Hai người có khen không? Có. Đâu, cháu vào xem nào. Có mấy khen? Có một cái thôi á? Có một cái. Đây đây. Hai người thổi một cái rồi kiểu gì? Ly với cho đi nữa. Hai bố con xong ca cùng biểu diễn thì nó mới hay nhỉ. Ly lại học kì bố thử chưa? Cho với Ly thử sau. Cho với Ly thử xong. Tìm một cái kèn về nữa. Cho với Ly đi. Ly lấy một cái kèn về nữa. Một cái nữa. Hai bố con cùng thổi anh nghe thử nào. Anh nghe anh thu lại. Cho với Ly một cái thôi. Cái không. Không ở đâu còn à? Còn nhưng mà ở sáu ngón kia. Sáu ngón này, cũng có khèn á? Có. Nó có thổi được không? Sáu ngón không thổi được. Ui dồi ôi, quả này là quả ấy này, trim của lợn này. Lợn đâu? Nhưng mà sao chưa ăn à? À nhưng mà một to chưa ăn hết. Cái này để cuối năm mới ăn. Cái này để cuối năm mới ăn á? Tưởng cho bác nào yếu sinh lý ăn. Đây là, đấy, lanh lấy hết rồi à? Hết rồi. Thế ở trên nhà này thì ngủ đâu hả Ly? Hả? Tối ngủ đâu? Đi ngủ ở trên nhà, đi ngủ bên này. Ông biết bà là không ngủ bên kia thì nhà kia thì đi trên liều. À thế à? Nhưng mà Ly có mấy anh em, anh trai? Hai em thôi. Đâu em đâu? Đâu em đi làm. À thế à? Đâu ông biểu diễn cho cháu nghe nào? Ó chó à? Ăn tùa ta mà chó à? Ăn tùa ta. Dạ. Ông thổi đi. Biểu diễn cho xem một bài nào cho các bác khán giả xem. Đây là thầy của Ly. Ly thổi kèn hay rồi. Chắc là chú cũng phải thổi hay. Thổi kiểu say say nhá. Chú đã thở tay lắc nhá anh á. Bây vua cho bây vua hay phụ bò nhé nà lần. Tí nhỏ bố bà nhé.
tài yếu nì là mà nhớ nì tôi có một thôi ra thôi yếu nì mà chị thi à Bye.
Ui hay quá. Cảm ơn chú nhá. Ôi dồi ôi hay thế nha. Thì hôm nay đi uống rượu nhiều quá. Uống rượu nhiều à? Thế là hơi mệt mệt nha. Đúng này. À. Bố nó không. Đang giải. Thế bố nó. Cái gì? Uống rượu thế nó bảo đi hay lắm. Không 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 uống rượu thì thổi hay à? Không uống rượu. Cho ông một đồng nhá. Để dạy cho những người khác nhá. Để lưu giữ bản sắc dân tộc. Đâu, ly đầu lên thổi nhanh một bài anh nghe nào. Ờ. Bài nào à, đến được con có thổi hôm nay đi bài khác bài nào vui vui vào bài nào nhảy múa tung tăng vào vui vui vào thôi hay quá đây làm chục cái ít thôi cát xê nhỏ nhỏ à cảm ơn xin chào anh á các bạn nha đâu rồi cho đâu lên diễn nhá lên sàn biểu diễn nhá nhá chưa học nhảy không cần phải nhảy nên này đứng im mà cứ du dương rồi nhanh 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 đang kiểm tra trình độ lên nhanh lên lên có tiền mà lên biểu diễn đi lên nào lên học đến đâu rồi nhanh 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 hả à. Học nào học thế thôi 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 đâu, thôi cho nó nhịn thế rồi học tập tốt lên nhá rồi rồi đây là vợ của Ly này đây à chịu khó à. Chịu khó cho chồng học khen nhiều nhá rồi thôi chào nhá đi chào chú nhá xây mấy cái nhà đi cùng học rồi mà không làm ăn đúng. Con ô thế à con nó cũng biết thôi mà nhưng mà nó đi học à thế à ờ đấy phải lưu giữ bản sắc từ bố chuyển cho con cho nó xong là ông lại cho cháu nữa 12 tuổi nhưng mà là biết biết chỗ khê đấy. Ồ thế à, thế giỏi quá. Nhưng mà bé, nhưng mà đang đi học. Đây là bà cụ à? Ừ. Thế,
đi, đây đi. Thôi chào cô chú nhá. À. Chào em nhá. Chịu khó cho dạy cho nhiều người biết khen. Vâng. Như thế thì chú mọi... ở đây chú giải nhiều người rồi. Dạ vâng. Nhiều con đấy. Ờ thế à. Tất cả bây giờ cũng là tính ra cũng phải đến gần 10 con đấy. À mỗi một người nhận là một con à? Vâng. Chó cỏ ăn cỏ đi đéo nào đấy. Vâng. Răng bà đi đâu hết rồi? Bỏ hại. Cháu chào nha, đi. Cháu chào nha. Vâng. Dạ vâng. Đấy các bạn, phải lưu giữ động viên tinh thần như thế. Đây là nhà Ly. Chia sẻ với các bác qua một chút là thế. Giờ Phen Phen đi có việc nên là Phen xin chào các bác. Hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo nhá. Ly định xây nhà ở đâu? Định xây ở đâu? Nhà này thế còn gỗ nhà này làm nào? Lấy gạch về là thâu bán. Rồi Phen chào các bác nhá. Hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo. Chào bà nha.